là tranh ngáo có nhà bà đạo đấy. Đấy thấy chưa? Hôm nay cho mình tổng khí anh em nhà chơi cái gọi là vô súng á. Cái radar nó không có hiện. Sau đây ôi này chạy AK thì chưa như thế đấy. Này, tấm tròn. Sau nãy mình sẽ AK ngáo nhỉ. À, mà chết mà chết. Nút gì ở đâu mà ra đây. Cho tao bị bắn lén đấy nhỉ. Đó, tức. Cầm cầm. Mình đang ép cốp nhỏ. Thật cái lần trước á mình có nằm clip mà sao bị bốc lốp nhiều quá. Này cũng sợ. Rồi, thoát kiếp giật. Đây kiếp anti. Xấy đường khúc đó là 26 giọt và hiểu độ yếu của nó rồi chứ. Nó phải rush. Nó thấy chưa, đến cả thằng cầm thủ Soviet ngon. Ố kiệt không. Cậu tim.
50 đầu là được à? Còn đồ đứng nữa lại yếu thôi. Tự lên lại gặp lại đu coi. Mày mày đừng có chết, mày đừng có chết, mày đừng có chết. Ủa, 6 tấm 7 lầu 8 khổ gì à, tôi không tin. À là thằng cái nãy đó gì béo này chứ. Cúp cúp double kill. Rồi cái cà này hơi căng rồi, nó vào hay quá, vị trí hơi bị thuận tiện. Lắm thì mình bắn sniper khác. Ôi cũng hơi short rồi chứ. Double kill. Rồi chúng mày đâu rồi? Có một thằng cúp 357 à, thằng tốt này. Tôi sạt luôn. Mày chạy. Mỏ sờ. Rồi, đứng đây rồi. Có đồng tính gì không? Nó rổ cái gì này? Xuống. Và không thấy một thằng nào luôn. Thành mấy bộ này. Đây là khẩu El Diamond cặp còn 3Z M99. Rồi 3Z hả? Ồ chưa sớm đấy. Thằng rồi chết rồi. Đây như cấp 12 là được đầu. Mình bắn